Dạ con gửi cho chú nha, là của chú Xanh với cô Hạnh, cô Cúc ở Canada, con gửi cho chú là 150 đô. Thì con đổi ra là được 2.650.000. Con cũng gửi cho chú rồi. Trước khi nhận khoản tiền này cũng cảm ơn các mạnh thường quân, cô chú anh chị rồi đó. Tôi cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe. Dạ. Tất cả cô bác đều được mạnh giỏi là sống trường thọ. Nhưng bác sĩ nói nó có, hiện nay bây giờ con mắt đó là nó không có bị bệnh, nhưng mà nó bị một cái dần mây án mỏng gì đó. Thành ra bây giờ là đến đó người ta có thể là ta phẫu thuật hoặc giả là ta nhỏ thuốc ta làm bằng kiểu nào. Khi mà đã lọt qua 5 tuổi, giờ tới tháng 7 này là lọt qua được 5 tuổi đó. Sinh 2019 đó là có phải, chắc là cũng phải 5 tuổi rồi đó. Chào Quỳnh Tân, mến chào quý ông gặp bác anh chị em. Thì hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại xã Tân Phú của tỉnh Cà Mau. Thì hôm trước mình có được sự chia sẻ của một số cô chú anh chị thì biết đến một cái gia đình của chú Sơn. Nó rất đặc biệt, đó là một gia đình có ba người con là đều bị mù bẩm sinh. Nhưng mà ba người con đó đều có những cái biệt tài khác nhau, là về đàn ca cũng như là ca hát rất là hay, cũng như là chú cũng là ca hát rất là hay và tuyệt vời. Nhưng chị cô bác cũng được biết thì về cái phần mù như vậy thì gia đình cũng gặp rất nhiều sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Thì hôm nay mình đến ghi hình để chia sẻ cho cả nhà về cái hoàn cảnh của chú Sơn, cũng như là để ghi hình lại những đứa con của chú Sơn có những cái biệt tài ca hát như thế nào để chia sẻ cho cả nhà mình trong cái buổi sáng ngày hôm nay luôn nha. Dạ con chào chú. Dạ con mới tới cô ơi. Dạ. Mới tới anh trai ơi. Dạ. Mới lại anh ơi. Dạ chú ơi, thì hôm qua con cũng có được sự chia sẻ của cô bác, thì cũng được biết đến gia đình của mình ở đây cũng có nhiều điều khó khăn, cũng như là có ba người con bị mù bẩm sinh đó thì chú. Thì cái vụ việc mà dẫn đến cái vấn đề mù đó là như thế nào, chú có thể chia sẻ cho con với bà con gần xa được biết chứ chú? Hay là nó trong bụng mẹ sanh ra thì nó bị bẩm sinh vậy đó, mình không hiểu sao ba đứa hết trơn. Trước bây giờ thì tôi cũng mẹ sanh ra cũng bị tật hết con rồi. Sau sanh năm người con là ba đứa bị mù hết. Thằng thứ hai, thằng thứ ba, rồi nhỏ gái út, còn được hai đứa kia nguyên là không có mù. Ủa vậy là gia đình chú tổng cộng là năm người con thì đã bị hết ba người rồi, cộng thêm chú nữa là người thứ tư, nhưng mà chú chẳng còn thấy được, còn thấy được con, còn làm lặt vặt được. Dạ. Rồi con nghe bà con cô bác người ta cũng chia sẻ là gia đình của mình hiện nay là gặp rất nhiều điều khó khăn hả chú? Rất nhiều khó khăn lắm. Đất đai ruộng vườn không có, chỉ có được cái căn nhà này. Cái chương trình khát vọng sống người ta cho đó. Dạ. Ta thấy hoàn cảnh quá khứ rồi người ta lại người ta cho cái căn nhà này. Dạ. Rồi cái công việc hàng ngày của mình như chú với lại cô rồi mấy em đây rồi làm cái công việc gì hàng ngày để sinh sống vậy chú? Như bà vợ thì hàng ngày bà cũng chăm sóc mấy nhỏ. Còn tôi thì ai muốn gì làm đấy. Rồi những khi cũng có việc đi đám tiệc, cũng như là bên tụng niệm cho người ta đó. Ví dụ như người ta chỗ nào người ta giàu thì người ta cho mình nhiều, còn chỗ nào người ta khổ thì mình làm giùm về, có thể mình về luôn, mình không cần ăn cơm. Làm giúp giùm rồi về. Có nghĩa là chú hiện nay là chú bên đàn nhạc cho những cái người mà coi như là đám ma đó hả chú? Đúng rồi đó, bên tụng niệm đám ma đó. Ủa bé này là cái bé gái út mà chú vừa chia sẻ rồi hả? Gái út đó. Bé mấy tuổi rồi thưa chú? Bé sinh năm 2019 đó. Là tháng 7 này chắc cũng được 5 tuổi. Sinh ngày tháng 7, ngày 22 tháng 7. Rồi lúc mới sinh mấy bé ra thì bác sĩ người ta nói là nó bị như vậy luôn, là không có khả năng để mình điều trị lại, do mấy bé nó tạm thời thế lại hay sao chứ? Hai thằng lớn, Hải Đông với Trung Kiên, hai thằng lớn thì đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 của Sài Gòn. Là bác sĩ của Trung Quốc thì người ta nói, rồi mấy người ta dịch lại là ta nói là cái này là hết khả năng rồi.
đem về chỉ nuôi đúng nhờ yêu cầu lên cộng đồng xã hội đồ giúp đỡ ta, chứ giờ nhà nước ta bên bác sĩ là ta bó tay. Rồi mấy sau qua đẻ được đứa con gái mười mấy năm rồi mới đẻ được nhỏ này cũng vậy luôn rồi. Trên bác sĩ trên trển ta cũng nói bây giờ hai con như vậy là giờ chắc có lẽ là có tương lai một con à. Ta cố gắng chị mà chị cũng đi cũng ba lần rồi. Nhưng mà chuẩn bị đi lần thứ tư là tháng 7 tới này đi lần thứ tư. Tức là hiện giờ chú còn một người nữa hả? Còn một người nữa. Người đang điều trị? Không có, nhỏ này nè. À tức là bé này. Bé này. Là bé này có khả năng có thể nhìn ta được. À, bác sĩ thì nói là cũng như còn có thể là bên này có tương lai nè. Dạ. Bên đây là có tương lai. À. Rồi bên đây thì là người ta báo cáo cho mình là bên này hư rồi. Dạ. Ừ. Người ta kêu mà tới đủ khoảng 5 tuổi đó thì đi lên người ta kiểm tra lại có thể người ta phẫu thuật cái hoặc kiểu nào đó. Yeah. Nên ngay bây giờ lên cái bệnh viện của Điện Biên Phủ quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Nhưng mỗi một cái chuyến đi như vậy thì cái kinh phí mà chú dành cho bé nhỏ này là nó bao nhiêu không chú? Chứ có lẽ là vừa đi vừa về với ăn uống luôn là trong vừa đi vừa về là mỗi một lần đi khoảng 2 triệu rưỡi. À, 2,5 triệu là tính luôn tiền khám thuốc men rồi luôn cho bé. À, thuốc men rồi thì cũng không có nhiều tiền mà cũng như mình ăn uống đi xe đi cổ rồi đó. Dạ. À, khoảng 2,5 triệu bằng đi bằng về. Rồi hiện nay thì chú có hỏi bé là hiện nay bé gái này nè có nhìn thấy cái gì bên ngoài thấy mờ mờ gì không? Có hỏi nó không thấy. À, không thấy. À, nhưng bác sĩ nói nó có hiện nay bây giờ con mắt đó là nó không có bị bệnh nhưng mà nó bị một cái dần mây án mỏng gì đó. Dạ. Thành ra bây giờ là đến đó người ta có thể là ta phẫu thuật hoặc giả là ta nhỏ thuốc ta làm bằng kiểu nào khi mà đã lọt qua 5 tuổi. Bây giờ tới tháng 7 này là lọt qua được 5 tuổi đó. Dạ. Sinh 2019 đó là có phải chắc là cũng phải 5 tuổi rồi đó. Tới đó đó. Vậy là đến tháng 7 này chú sẽ dắt bé lên Sài Gòn để phẫu thuật. Dắt bé lên trên là để phẫu thuật. Rồi con hơi tò mò là tới đó thì cái kinh phí đâu để cho gia đình của mình để đi dắt bé được phẫu thuật trên Sài Gòn đi chú? Bây giờ thì chắc có lẽ cũng yêu cầu lên là cộng đồng xã hội và cô bác nào có tấm lòng thì cho xin được ít thì để xin cái khoản kinh phí đó để đi điều trị cho con của mình. Chứ hiện nay con thấy thì gia đình mình đây cũng là một anh rồi, đây cũng là một người em rồi, cộng thêm đây nữa là ba thành viên thì coi như là không có làm được cái vấn đề gì trong gia đình luôn, không có tiếp được cái vấn đề gì. Rồi còn một mình chú với lại cô với lại một cái người bé gái thì con nghĩ chắc bươi chải để nuôi cho những thành viên trong gia đình chắc không nổi. Khó khăn lắm, mà thằng này nó bệnh giật nữa, thằng lớn này nè, nó giật nó cắn tay chân nó nè, rất là tiêu tan chân nè. Nè, cắn tay cắn chân cắn tan nát hết chân. Cắn tay là không biết đau đó. Trời ơi. Nó giật lên là nó cắn tay không biết đau. Rồi nhiều khi là xé áo, xé quần chứ không có biết đường, biết sát. Nè chú, cái này con cũng hơi tò mò tí xíu là không biết cái này chú ngày xưa chú có nghe bác sĩ nói là bị chất độc da cam không chú? Trước đây thì cũng có một số bác sĩ người ta cũng nói là như ông già cũng có tham gia vào cái thời kỳ chống Mỹ cứu nước đó. Rồi ông già về với bệnh tật với nghỉ việc. Dạ. Nghỉ việc rồi sau đó bắt đầu bệnh tật, bệnh dần dần rồi ông già chết luôn. Chết là năm 1992. Dạ. Là ông già ông chết rồi mấy là ông sanh tôi ra là nó có tật vậy. Rồi có cái số người ta nói chắc có lẽ là cái vùng đó là cái vùng bị ta thải chất độc đó. Dạ. Rồi ông già đi đến đó rồi nó bị ảnh hưởng cái chất độc. Yeah. Nhưng mà tóm lại thì đến cái bác sĩ thì người ta khám thì người ta nhận định là ta nói cái này bị nó qua tới thời kỳ thứ ba rồi, ta không kết luận vào cái chỗ mà chất độc da cam mà ta kết luận chỗ là bị khuyến tật. Dạ dạ. Ừ, thì khuyến tật bẩm sinh. Tức là trải qua ba đời rồi. Trải qua ba đời. Thành ra người ta không có khẳng định cái này. Không khẳng định. Ta nói thí dụ như phải ông già đang thời kỳ mà chống Mỹ cứu nước đó, ông về là tôi là bị như mấy ngày hết á. Dạ. Là cái đó người ta cái thành phần thứ hai đó là người ta có thể kết luận được. Dạ. Còn cái này tới nó lọt qua tới thành phần thứ ba. Dạ. Thì là người ta cho là bên khuyến tật đó bẩm sinh. Dạ. Tại con cũng tò mò để cho cô bác đã biết gì, thường thường là ngày xưa thì ông bà mình cũng hay đi chiến tranh đó cũng hay bị những cái vấn đề chất độc da cam quá. Cho nên con thấy gia đình cũng khá là nhiều người bị giống nhau, là cho nên cũng hơi tò mò. Rồi như hiện nay thì mấy bé này thì có bé nào như hai anh này có thường xuyên đi khám bệnh gì không chú? Cũng bệnh hoài, cũng bệnh, không nay thì cũng bị sốt, mơi thì bị nhức đầu, sổ mũi đủ thứ, rồi nào ngay cũng có bảo hiểm thì không có tốn nhiều tiền mà mình tốn tiền xe đâu vậy thôi.
chút đỉnh vậy thôi, chứ còn cái tiền thuốc men. Cái thằng thứ ba cũng giờ cũng đang bệnh, hở là nhức đầu, nó sốt gì đó, làm hoài à, nó tật nguyền như chứ nó không được mạnh giỏi. Ủa vậy là hai người này có người bị Covid luôn ha? Bị hết trơn, hai thằng này với mẹ nó là bị ngay chân cái đợt Covid là đi cách ly hết luôn mà. Chèn. Cách ly là 14 ngày luôn đó. Dạ. 16 ngày luôn đó. 14 ngày rồi chưa khỏe, nó tới qua 16 ngày mới về. Dạ. Rồi như con cũng không biết, con cũng hy vọng là sau khi cái clip con đăng tải lên thì cũng có một số cô bác mà thường quân cũng hỗ trợ cho gia đình của mình, cũng như là bé đây thì sắp tới đây cũng tháng 7 tây phải không chú? Ừ. Tháng 7 tây hay tháng 7 mình á? Tháng 7 mình á. À, tháng 7 âm lịch á. Tháng 7 mình thì còn cũng một tháng mấy nữa bé cũng phải lên Sài Gòn để chuẩn đoán, như là để mổ điều trị cặp mắt cho bé rồi. Cũng rất mong cô chú những nhà hảo tâm nào có đóng góp để giúp đỡ cho gia đình của chú Sơn thì cũng phải liên hệ qua một tí nữa mình sẽ để số điện thoại lên nha. Ừ. Cho cả nhà mình ủng hộ cho chú Sơn. Thì hồi sớm con cũng có nghe chú chia sẻ với con một cái điều là trong nhà mình có hiện nay đang cần một cái vấn đề gì mà ví dụ đi vệ sinh cho hai anh nè thưa chú. Thì nói chung ra bây giờ cũng hai thằng này cũng lớn, hai đứa con thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cần các nhà hảo tâm cô bác rồi là cho xin cái một khoản tiền để xây các cái cầu vệ sinh đó, để cho hai đứa cho nó đi vệ sinh cho tiện lợi hơn. Bây giờ cái trước đây thì làm thì người ta cũng cho bên cái chùa đó, người ta cho mà nó nhỏ quá, bây giờ lớn lên rồi vợ đi đụng đầu nó không thấy đường đó. Rồi vợ đi đụng đầu hoài, đụng có đứa u đầu bởi vì cái cất thấp quá. Thành ra bây giờ nó lớn nó cao lên, nó lớn giờ nó cao lên đi vô là đụng đầu vô rồi đụng đầu không. Thành ra nó tức là bây giờ thí dụ như là đi là có nghĩa là hai anh là đi viên cầu với gia đình mình hay sao? Không, cũng làm chung à, chung nhà luôn. Chung hả? Làm chung nhà luôn. Thì hai đứa nó vô thì nó kiểu mình thấy thì mình một mình tránh không có đụng. Còn nó không thấy hơi thấp quá cái nó hay đụng vô hay đụng. Còn mình buộc bây giờ mình phải phá ra hay là cho hay là mình nâng lên? Nếu như vậy người ta cho có khoản tiền thì cái đó mình phá ra cái mình làm lợi từ đầu. Thấy vậy cũng ấy đi vô, tại vì ví dụ đi không thấy được nhà mình thấy thì mình còn thòm xuống được, còn không thấy á vậy đó. Dạ. Không thấy đụng hoài nghe, đụng nhiều cái nghe cái cung nghe mình đau dùm cho nó mà biết làm sao vậy. Bây giờ người ta cho mà mình thấy nó cũng ấy mà điều người ta cho lâu lắm rồi, ta cho trước 2004, lúc đó tụi nó còn mới biết bò, mới đi lẩm đẩm gì đó. Dạ. Rồi bây giờ là cái hai một người anh với người em là bây giờ cái đó nó bây giờ lớn lên là cái đó đâu có còn đi như trước đi là cái đó nó thấp quá. Thấp quá đi đụng đầu hoài. Có khi đụng đầu rồi ôm cái đầu dần thấy mà thấy đau lòng, nó ôm cái đầu nó đụng nó vô bị đổ thấy. Còn mình thấy mình một thì nó đâu có đụng. Rồi hiện nay chú có cái cảm nhận như thế nào về sau khi mà gia đình của mình chú sanh ra những cái người con mà nó đang bị khuyết tật như thế này thôi chú? Mình cũng suy nghĩ không biết làm sao, nó như bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng rất là nguyên vẹn, không ai được sức mẻ gì hết. Yeah. Nhưng mà tôi thì nói chung ra nó cũng có cái như thế này. Nhiều khi lúc mà tôi đi học mà tôi lớn lên khoảng 15, 16 tuổi đó, đi học mà tôi đi dọc đường mà tôi thấy một cái miếng miễn, một cái gì mà nó dọc đường mà mình đã thấy rồi, mình luôn mình dẹp, mình sợ mình không đạp, sợ người ta đạp đứt giò tội nghiệp người ta. Mình có cái tấm lòng mình nghĩ vậy mà sao mình sanh con toàn là nó vậy không? Cái đó không hiểu sao của cái kiếp con người, mình không hiểu. Yeah. Nhưng mình thấy cái đó mình thấy trở ngại là mình sợ nhiều khi mình thấy mà người ta không thấy á, đạp đứt giò tội nghiệp người ta. Mình lựa mình dẹp mà tới khuyên mình thì sao mà nó gặp những cái không có chuyện không may không đi đến rồi lớp lại nghèo khổ rồi bên nội cũng bên bà nội bà ngoại cũng vì hai bên là bên nào cũng nghèo chứ người đâu có cho đất cho ruộng đâu, rồi chỉ cho được căn nhà này nè, ông già cũng cho được căn nhà cái được bề ngang được có 5 thước, chiều dài 10 thước và cất vừa đủ nhà thì là hết đất đó, chứ đâu có ở phía sau này không còn nữa. Không, mà con nghĩ là chú từ khi cái vấn đề này theo như đạo Phật thì hay nói là nhân quả. Ừ. Thì nhiều khi kiếp này mình làm được nó tốt đẹp mà đâu biết đâu nhiều kiếp trước mình có vấn đề gì nó sai trái. Ừ.
nhưng mà chú cũng cứ nghĩ thoáng là chú có tấm lòng nhân hậu giúp đỡ người khác, sợ người ta bị đau bị đau vậy. Đó là điều cái điều tốt, con cũng tin là sau này sẽ có những điều tốt đẹp đối với gia đình của mình. Sanh ra một đứa đầu lòng rồi nó bị dị rồi. Thì bà nội với bà ngoại là nói thôi giờ chắc nó giống mày thôi, giờ sanh đứa nữa chẳng lẽ con đứa nghỉ, thì sanh thêm thằng này cũng dị nữa. Cái thằng thứ ba là thằng Trung Kiên đó là dị nữa, rồi bắt đầu nghỉ cũng đâu 1-2 năm mà. Rồi bắt đầu sanh thêm một đứa nữa cũng mù y chang vậy luôn. Rồi sanh bà ngoại nó sanh ra tại bụi vườn nè. Sanh ra rồi mẹ nó mệt quá rồi lo cứu mẹ nó thì quay lại đứa nhỏ chết, là tất nhiên là chết một đứa nó gọi nữa đó. À, có nghĩa là mất hết một bé. À, mất hết một bé rồi mới sanh lại cái đứa con gái là nhỏ gái gì hiện nay là được nguyên vẹn. Nguyên vẹn là trôi qua 14, 15 năm gì đó. Là bắt đầu bà có bầu không hay rồi sanh ra bé này mù nữa. Mà thật sự là có bầu không hay luôn. Bà có bầu đâu 3-4 tuần rồi mà. Bà cứ nói là đau bao tử không mà. Mới dẫn ra bên ngoài bác sĩ Nam thì đi khám thì hai nhỏ đó, nó khám là nó cũng còn trẻ lắm, nó lại nó tự nhiên nó dòm bả, cái hai đứa nó cười. Mà tôi thì tôi tánh tôi thì nó cũng hơi không được dễ, không cũng hơi khó tánh, thấy mình vợ mình đau mà tự nhiên lại nó dòm nó cười là trong lòng mình thấy khó chịu rồi. Cái đầu mới nó cười cái đã hồi cái đầu cái nó nói đâu cô nằm xuống rồi. Cô nằm xuống cái nhỏ này nhỏ kia nó ghệ nha, nó nói nhỏ nhau cái nói thôi cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi. Lúc đó bà nói bà 47 tuổi rồi. Kỳ hỏi tôi nhiêu tuổi, tôi nói tôi 48 tuổi. Ủa, người 47, người 48 tuổi mà có bầu mấy tuần gì mà không biết. Nó nói rồi nó cười nữa. Nó cười nữa thì vô tình là tôi mới là hết giận thôi. Tại vì mình không hiểu được, thành thử ra là mình giận tính là nó cười mình là nó cười cái gì. Tại vợ mình bệnh trở ra tới bệnh viện mà nó dòm xuống nhau nó cười. Rồi như vậy bắt đầu mới đêm ra rồi nó nói thôi đừng có làm gì hết. Bây giờ về sanh đi, có gì là nếu sợ thì đi sàng lọc. Cuối cùng sàng lọc người ta nói là nguyên vẹn không có gì chứ. Sao sanh ra cũng vậy nữa. Không, thôi nhiều khi họ sàng lọc họ chỉ thấy cái lúc mà bé đang nằm trong bụng mà không có bị tay chân hoặc là cái gì đó dị tật bên người thôi, bên ngoài thôi. Còn như cặp mắt thì đó bé chưa có mở đâu mà. Ờ đâu mà thấy ha. Dạ đúng rồi. Đây ra bệnh viện Cà Mau là nó sàng lọc đi hình như cũng mấy quận à, 2-3 quận lận. Cuối cùng nó không có gì hết trơn. Cái quận sau cùng nó nói nếu anh chị có sợ đó, thì đi Cần Thơ đi, giới thiệu tôi đi Cần Thơ. Nó thôi nó đi đã có vụ bây giờ nó lớn rồi, bây giờ đi Cần Thơ thì vụ lỡ mà có gì không lẽ đi mình đi phá nó rồi sao phá được nó. Lớn rồi. Rồi thành ra thôi giờ để sanh luôn, rồi bác sĩ nó khuyên nó thôi về có nhà có con gái bự rồi thôi giờ kệ sanh này cho nó tiếp nuôi. Không có gì hết. Cuối cùng sanh ra tưởng sao đem xuống bệnh viện thấy bệnh. Nó sanh dễ ợt à. Bả lớn tuổi mà sanh dễ ợt à. Ra ngoài cái đau bụng có chút xíu sanh à. Sanh rồi bắt đầu tưởng sao nó cũng xuôi. Sanh gọi chân cái chụp cái bệnh viện ta xuất viện về chơi còn hai chồng mà nhìn thấy con mình tới 4-5 ngày nó không mở mắt. Cứ ai điện thì cũng cố gắng nói sao mà nó ngủ hoài nó không mở mắt. Cứ nói vậy không. Mà không ngờ là gì. Rồi bắt đầu dạch ra thì nó cứ dãy ngang, nó quay ngang quay ngược vậy đó. Rồi tới chừng sau cái bữa cái cuối cùng là mới thấy trong người thấy nghi nghi. Mới nói với nhỏ bác sĩ đó, nói cô bác sĩ ơi, bây giờ cô bác sĩ giải quyết làm sao mà nhờ cái bên cái khoa mắt nó lợi nó khám mắt coi kiểm tra coi sao bây giờ bé này sao bữa nay là 4-5 ngày mà nó không mở mắt. Cái nhỏ nó nói trời ơi nhầm đứa chú ơi, nhầm đứa sanh ra nó mở mắt nó khóc nó mở mắt liền à, con nhầm đứa cả tuần lận. Nó nói vậy mà tôi không tin, tại vì tôi từng tuổi này mà nó nói làm sao tôi tin. Tại vì đứa nào sanh ra thì nó cũng mở mắt nó khóc chứ. Cái nói vậy cái đầu cái nói tôi không tin, tôi nói bây giờ không ấy cô nhờ bác sĩ bên khoa mắt lại kiểm tra cho giùm tôi đi. Bây giờ tôi có hai chồng ở đây buồn quá trời mà yêu cầu chẳng dạng rồi dòm ba bên không biết là cả chục cái bộ giường nhưng mà có hai chồng với đứa nhỏ à. Nó buồn muốn chết. Có đôi lúc nghĩ buồn quá, nhớ trực lại còn hai thằng nhà này nữa, chết chưa yên. Nó còn nhà hai thằng nữa rồi mình chết đây rồi lên nó sống sao. Và thế vậy cố gắng khuyên bà thôi. Bây giờ vậy đi chắc có lẽ là bác sĩ nãy nói vậy đó cũng an ủi với bà. Chắc bác sĩ nói vậy thì chắc gắng 1-2 ngày cái chắc nó mở mắt cái gì. Cái mấy đêm về mới đi qua bến phà đó là người ta đứng nhóc chân cũng hơi ngại mới kỳ quá. Mới điện nhỏ con gái bơi xuồng ngang sông này gước. Là bên bến đò ta dòm ta nói chắc còn sơn gì nữa. Thành ra nó không qua bến đò này đi. Đó như vậy mới vô nhà bắt đầu cái mới nghe lời bà già. Tức là bà nội của mấy đứa này.
bà nói thôi giờ đốt lửa hơ, thì đốt than á, tay mình rửa cho sạch rồi đốt than rồi mình hơ, sao hơ được đâu mấy ngày cho mở mắt à, là trong bụng được mừng, nó mở mới hí hí rồi, mừng được một phần rồi, cái nói trong bụng là chắc có lẽ mình hơ nhiều ngày chắc ấy, cuối cùng nó mở ra rồi là nó mở không được lớn, nó mở tới đó thôi à, nó tới nữa chứ gì đó. Rồi bắt đầu mấy như vậy tới chừng đâu lọt qua đâu 2 tuổi 3 tuổi đó, mấy nói với mấy người ở địa phương này nè, rồi người ta nói thôi đi lên cái bệnh viện của sản nhi Cà Mau á, là mình là xin cái kêu nó kiểm tra, nếu nó kiểm tra không xong thì nó chuyển. Nó ra ngoài nó kiểm tra thì nó không nói chứ, nó nói thôi giờ con xin chuyển viện cho bé Bích Thị này là đến bệnh viện Điện Biên Phủ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cái nói trời, ở đây làm không được sao mà đi chảnh người không, mà đó giờ tôi chưa từng đi đâu chứ, mà đi tới đó sao biết đường đâu đi. Cái nó đâu có đâu, chú yên tâm đi, con giới thiệu đâu đó đàng hoàng, xe cổ là có đàng hoàng, là đi tới chỗ nào nó chỉ cho mình chỗ đó, rồi có nhà nghỉ rồi cho mình hết trơn à, chỗ nghỉ thiệt cũng đưa tới gần tới đó, thì trời gần sáng thì nó nhà xe nó cho vô nhà nghỉ. Nghỉ rồi đầu cái giờ hừng đông cái nó cho xe chở lại tới cho bệnh viện đó. Rồi nào ngay bác sĩ nó khám á, là nó nói là bây giờ chỉ có một người vô thôi chứ không được hai người, lúc đó nó đang bị dịch đó. Dịch lần đầu tiên đó, cái đầu đi vô tôi ẩm vô, thì mẹ nó ở ngoài không à, thì ẩm vô phòng thì có bác sĩ đó, ông già lắm rồi mà ông lớn người lắm, ông cầm cái gì mà tròn vo lớn mà nó có cái tay cầm gì nè, ông cầm ông gọi vô, ông là bây giờ ông kêu con nhỏ kia làm chung đó, nói đầu mày coi mày coi kỹ coi, coi kỹ mà nó có chạy con nào chảy nước mắt là con đó có tương lai đó. Là có nghĩa là gọi cái con bên nhỏ nãy là mé đây là nó không có chảy nước mắt. Mà nó gọi con bên kia vừa gọi vô là nước mắt chảy tuôn tuôn ra liền à. Bác sĩ nó gọi cái này được nè, con này còn tương lai nè, còn con bên đây nó hư, tức là con mà nó chảy nước mắt nó còn cảm giác, nó còn cảm giác. Bác sĩ nó chảy nước mắt là còn cảm giác được đó, thành ra bây giờ là đưa thuốc về cho nhỏ rồi bắt đầu hẹn đâu mấy tháng để lên một quận nữa là quận thứ hai. Rồi quận thứ hai lên kiểm tra, tao nói vậy là nhỏ thuốc tiếp tục một đợt nó đi gã lên. Rồi nhỏ thuốc một đợt nó cái chụp phát lên, dịch ùng phát lên là đâu có đi được đâu. Rồi nghỉ, cái qua dịch đi lên chển thì người ta nói giờ nó còn nhỏ quá, cái khả năng mổ thì chắc nó chịu đựng không được. Thành ra bây giờ đưa thuốc về cho nhỏ đi, rồi tới tháng 7 là cho nó được 5 tuổi, tháng 7 tới này nè, của năm 2023 này nè, là nó được 5 tuổi. Là mấy đem lên cho anh là ta coi nếu ta ấy là ta phẫu thuật luôn. Thì bây giờ xin nhờ cộng đồng xã hội rồi cô bác nào có tấm lòng thì cho gia đình xin ít tiền để tháng 7 này đi điều trị để cho được sáng mắt cho bé Nguyễn Bích Thị. Như hiện nay thì chú có cái mơ ước gì thưa chú? Thì cái mơ ước là sao mà bây giờ con tôi đến đó mà cho anh ta phẫu thuật mà cho được thấy đường thì chắc có lẽ là tôi mừng bằng vàng chắc cái đầu ạ. Tôi mơ ước thế đó. Tại cái điều đó thì con cũng biết, con cũng cảm nhận được, tại vì con của mình thì cũng con gái nữa. Thành ra nếu mà nó chẳng may mà nó không thấy đường đó, lúc đó thì nó cũng hơi tội nghiệp cho bé. Nhưng mà con cũng hy vọng tới tháng 7 này cũng có cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú, cũng như là cái điều mà con hy vọng lớn nhất đó là sau ca phẫu thuật thì bé sẽ thấy đường trở lại như mọi người. Thì hôm nay con đến đây cũng có đem đến một cái phần quà nhỏ nhỏ của cô chú Mạnh Thường Quân ở Canada, có gửi tặng cho gia đình của mình là 150 đô. Dạ thì con đổi ra là được 2.650.000. Con sẽ gửi cho chú cũng như là gửi cho hai em nha. Dạ con gửi cho chú nha, là của chú Xanh với cô Hạnh, cô Cúc ở Canada, có gửi cho chú là 150 đô. Thì con đổi ra là được 2.650.000. Con cũng gửi cho chú rồi. Trước khi nhận khoản tiền này cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân, cô chú, anh chị rồi đó. Tôi cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe. Tất cả cô bác đều được mạnh giỏi là sống trường thọ, để là còn phải là trợ giúp các những người khổ hơn nữa. Thì trước khi mà kết thúc video thì con cũng trước giờ con cũng có nghe cô bác hay chia sẻ về cái vấn đề gia đình của mình đó. Gia đình của mình là thuộc về vấn đề là rất là mê về âm nhạc. Thì con không biết chú có thể chia sẻ cho con với lại cô bác làm sao được
lắng nghe một cái câu hát nào hoặc là một cái tiếng đờn nào của chú với lại mấy em không chú? Ừ, có đấy. Dạ. Để dạ. Dạ có bác ơi, thì hiện giờ thì mình vô tình cờ quá thành ra cái đờn mình đứt dây luôn à. À đứt dây. Dây đại tí sẽ cho cô bác mình thưởng thức được một cái giọng ca ngọt ngào của chú Sơn. Cũng như là một cái tiếng đờn rất là hay của em trai tên gì anh chú? Trung Kiên. Dạ của Trung Kiên.